Bình thường một chiếc đồng hồ đã quá đẹp, quá sang, quá giá trị rồi, đeo không đã đủ đẳng cấp và đủ sang trọng và đủ thượng lưu rồi, nhưng mà kết hợp với một chiếc nhẫn Rolex xoay nữa thì vô cùng tuyệt vời. Một cặp luôn. Và trên cái chiếc nhẫn Rolex xoay này á, rất thú vị luôn. Ở chính giữa là có những hàng kim cương hộp tròn thiên nhiên mà người đang tuyển chọn từng viên một, với công nghệ nén vàng đặc biệt từ vàng nguyên khối chuẩn hội ngoại, đây được cái vàng hồng tương đồng với chiếc đồng hồ Rolex này. Và chiếc nhẫn này cũng vậy, cũng sinh ra dành cho nhau rồi. Rồi cũng còn một mẫu nhẫn nữa dành cho đồng hồ Rolex này, đó chính là nhẫn Rolex Vertu. Nếu như quý khách mà đang sử dụng chiếc đồng hồ Rolex với điện thoại Vertu thì chiếc nhẫn đó sẽ kết hợp giữa điện thoại và đồng hồ. Tương tự đối với đồng hồ Rolex nữ sẽ cũng như vậy, cũng có nhẫn đi kèm. Một cặp đồng hồ đeo chung, đeo cặp đã là giá trị về sự sang trọng, đẳng cấp, quá thượng lưu về sự tinh tế trong những dòng sản phẩm đơn giản nhưng mà giá trị. Nếu như quý khách đang sở hữu những chiếc đồng hồ Rolex mà chưa có chiếc nhẫn này thì hãy liên hệ với Kỳ Lân để Kỳ Lân giao lưu với quý khách những chiếc nhẫn đẹp nhất, phù hợp nhất để cho sản phẩm của quý khách đeo trở nên giá trị và đẹp hơn trên tay của mình. Nên là Kỳ Lân hân hạnh và trân trọng được cảm ơn tất cả mọi người, tất cả quý khách đã ủng hộ và luôn tin tưởng Kỳ Lân Luxury. Chọn lựa Kỳ Lân Luxury là nơi cung cấp sản phẩm cao cấp luxury.